tôi xin trích đọc lại hồi ký trở lại một khu sinh lầy của tác giả Nguyễn Vũ Thoại. Trích đoạn Thử sức Tết Bậu Thân quanh thị xã Cần Thơ. Cái giọng đọc này 3 năm về trước. Xin mời quý vị bà con cô bác mình cùng nghe. Đêm giao thừa êm ả à, trôi qua. Anh em quân nhân trong tiểu đoàn thưởng xuân bình trà giữa mức truyền thống không rủ nòng, không pháo nổ, cũng không tiếng súng thay mừng pháo xuân. Chiều mùng 1 Tết Mậu Thân, nhằm ngày 30 tháng 1 năm 1968, qua Đài Phát Thanh Sài Gòn, chúng tôi nghe một số tỉnh miền Trung bị Cộng sản tấn công. Tin tức vẫn chưa rõ ràng cụ thể. Khu vực trách nhiệm của tiểu đoàn chúng tôi cho đến giờ này vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Các toán tiền đồng phục kích mỗi đầu giờ đều gửi báo cáo thường lệ về buổi tối vẫn không có tin gì mới từ tiểu đoàn ông đại đội trưởng mời các trung đội trưởng lên văn phòng đại đội ăn bánh chưng uống trà mừng ngày đầu năm buổi trà đàm kéo dài đến quá khuya chúng tôi vừa chuyện trọ vừa theo dõi tin tức qua hệ thống truyền tin mà các anh em âm thổi viên đại đội lúc nào cũng mở trực 24 bốn trên bốn hệ thống nội bộ im lặng vô tuyến hệ thống không lực lẻ tẻ một vài đơn vị thuộc tiểu khu chi khu và trung đoàn ba mươi ba có những nhu cầu xin yểm trợ về y tế hay soi sáng không có trận đụng độ nào được báo cáo trên máy một giờ khuya chúng tôi chuẩn bị tan hàng bỗng hệ thống tần số không trực vang lên lời báo cáo và yêu cầu khẩn cấp của một đơn vị thiết kỷ rằng họ bị thất thoát hai con cua sắt và chính hai con cua này đang bò về hướng quận châu thành cái răng gần tỉnh lỵ Cần Thơ. Đơn vị chủ quản của hai con cua đề nghị sư đoàn 21 cho trực thăng võ trang lên vùng để hủy diệt chúng, vì trên xe chở đầy cán binh Việt Cộng. Chúng có thể tấn công thị trấn Cái Răng hoặc chạy thẳng để tấn công thị xã Cần Thơ, nơi đặt bản doanh của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4. Hai con cua này thuộc loại thiết vận xa E113, trực thuộc một đơn vị thiết kỷ, mà hậu cứ đồng trú tại Cái Tắc, cách Cần Thơ khoảng 15 số về hướng Tây Nam chúng tôi sững sờ trở lại ngồi quanh cái máy PRC 25 và cũng cùng lúc hệ thống tần số nội bộ thiếu tá tiểu đoàn trưởng đích thân lên máy thông báo cho từng đại đội trưởng là lệnh hô chiến đã bị hủy bỏ cả đơn vị được đặt trong tình trạng sẵn sàng tác chiến chúng tôi theo dõi diễn tiến trên chưa đầy 5 phút sau thì các biến động dồn dập liên tục xảy đến cho tiểu khu cho trung đoàn cuộc chiến hình như bùng nổ khắp nơi đây là một chuyển biến bất thường. Trong nhiều năm qua, việc cộng ty vẫn thường xuyên vi phạm lệnh hô chiến, nhưng điều chỉ là những phạm vi lẻ tẻ từng đơn vị hoặc từng địa phương. Hôm nay, tình trạng vi phạm mang tính khác thường với quy mô cả nước. Thiếu úy Quỳnh, đại đội trưởng, mời họp ban tham mưu cấp thời tại chỗ rồi chia tay. Ai về trung đội nấy, đại đội không báo động, nhưng tất cả cán bộ chỉ huy phân công nhau, kiểm điểm vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, vân vân chúng tôi biết rằng sáng mai đơn vị sẽ có công tác và có thể di chuyển. Mờ sáng hôm sau, lệnh chuyển quân của tiểu đoàn dồn dập, cánh Alpha xin mở ngoạt Bộ chỉ huy tiểu đoàn và hai đại đội, đại đội chỉ huy và đội đội 2 xin đóng ngoạc, được trực thăng vận ra thị trấn Cần Thơ tham gia chiến trận. Cánh Bravo, tức tiểu đoàn phó đại đội 1, đại đội 3 thì ở lại chờ lệnh, Đại đội một của chúng tôi do đó được lệnh bỏ vị trí sang bên kia sông lắp vào các tuyến bố trí của tiểu đoàn do đại đội 2 và đội đội chỉ huy bỏ trống. Tin tức từ cánh Ava cho biết, tiểu đoàn trừ đã chạm địch ngay từ lúc vừa xuống trực thăng tiến vào thành phố Cần Thơ. Ta đã có thương vong. Buổi chiều khu vực sáng thổi cầu cả đài và sau lưng bộ tư lệnh quân đoàn 4 và khách sạn Nam Phương đã được giải tỏa một phần nhân vùng rạch ngỗng, rạch bần đang giao tranh ác liệt địch bám chặt vào những khu vườn rậm rạp tại đây đào công sự kiên cố để đương đầu với quân đội ta chúng không có chọn lựa nào khác đây là khu vực trụ phú đông dân cư vườn cây rất rậm rạp địch lại quyết bám nên rất khó cho ta thanh toán dứt điểm nhanh mà không bị tổn thương nặng về tài sản cũng như sinh mạng người dân do đó cấp trên hình như rất cân nhắc Chúng tôi biết được hiện có bốn tiểu đoàn tham gia chiến dịch phản kích giải tỏa Cần Thơ, tiểu đoàn 3 trên 33, tiểu đoàn 44, biệt động quân và tiểu đoàn 2 trên 33. Đây là các tiểu đoàn chủ lực quân thiện chiến vùng 4. Sáng mùng 3 Tết, chúng tôi nhận lệnh thiêu hủy vị trí, chuẩn bị lên trực thăng ra Cần Thơ, xung họp với cánh A tiểu đoàn nhận công tác mới. Đại đội một nhảy cuối cùng, sau khi đã hoàn tất công tác thiêu hủy danh trại của cả tiểu đoàn đoàn trực thăng đổ quân xà xuống mục tiêu một bầy le le đang trăm mình dưới ao hốt hoảng bay lên hai chú vịt vô phúc bị cuốn vào kính quạt trực thăng cánh quạt chặt một con đất đầu một con bị tiện cánh rơi ngay trước mặt tôi mới ra quân mà đã thấy máu đổ dù chỉ là máu của vịt trời theo binh thư xưa thì sức quân này ăn thua chưa rõ nhưng phần chắc máu sẽ đổ nhiều chúng tôi đáp xuống ở rạch cầu ngỗng để nhập vào tiểu đoàn đang dàn quân ở đó thành phố cần thơ là quê hương của tôi tôi sống và lớn lên ở thành phố này lâu hơn bất cứ địa phương nào trong thời niên thiếu nên không có con đường nào ngõ ngách nào mà không in vết chân học trò của tôi rạch ngóng rạch bần này có gia đình của hai thằng bạn học cùng lớp nhiều cái tết qua lúc còn đi học chúng tôi đã ăn Tết với lũ bạn trong khu vườn này, tắm dưới lòng sông này. Những cái Tết rất vui và đầy đủ hơn vị nửa thôn quê nửa thành thị mới hôm nào, giờ đây lửa đạn mịt mù, không một bóng người, lai vãng. Hình ảnh chiến tranh nóng bỏng hiện ra. Trước mặt tôi là hai con trâu cổ bị trúng đạn chết sình chương nằm dưới bờ sông rạch ngóng. xác trâu đã lớn, sình lên to còn khủng khiếp hơn, giống như hai chiếc ghe cà giom mắc cạn dựa vào bờ sông toàn thân trâu rùa nhẵn bu đen và đánh vòng đen một vùng trời tiểu đoàn tôi đang dùng quân tại chỗ này để chờ chiếm mục tiêu phía trước nên lãnh đủ mọi thứ mùi vị một tiểu đoàn biệt động quân đã chịu trận suốt ngày đêm và đêm hôm qua nên sáng nay được điều đi cánh khác tiểu đoàn tôi thế chỗ hôm nay tại đây lần đầu tiên tôi đánh trận thiệt trong mục tiêu là việc cộng thứ thiệt không phải là mấy thằng bạn cùng đại đội giả làm địch nằm nóng ruột chờ chúng tôi tấn công mau mau vào cho chúng lăn ra quay chết để thoát nợ ra khỏi lùm bụi hút thuốc uống nước sâm như các bãi tập ở thủ đức ở đây cũng không có ai xài đạn mã tử tôi vừa chỉ huy đợt xung phong đầu tiên vừa học học ông trung đội trưởng bên cạnh học anh em trung đội dĩ nhiên là học một cách rất kín đáo nhất là học từ binh nhất hùng âm thoại viên của trung đội tôi ở các đơn vị tác chiến không có ai dạy một sĩ quan tác chiến phải tác chiến như thế nào cả quan niệm của các cấp chỉ huy quân đội lúc bấy giờ cho rằng một sĩ quan đã tốt nghiệp thì thừa khả năng để chỉ huy đây là một quan điểm rất phiến diện nên về sau các sĩ quan mới ra trường bắt buộc phải qua một thời gian tập sự tối thiểu ngoài mặt trận rồi mới được chính thức cho làm trung đội trưởng đợt xung phong này không thành công vì địch phản ứng khá mạnh phải chịu lại chờ trực thăng võ trang chúng tôi thanh toán xong mục tiêu này là hơn 3 giờ chiều với một tổn thất vừa phải. Đại đội có hai quân nhân bị thương, riêng trung đội tôi một bị thương nhẹ, nhưng bộ lại trung đội tôi tịch thu một cây B40 và hai cây AK47. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cầm trong tay được loại vũ khí hiện đại này của địch. Hiện đại Việt bỏ rất xa vũ khí của ta. Thời điểm bây giờ, dù là chủ lực quân sư đoàn thiện chiến, chúng tôi vẫn còn sử dụng các pin Garand M1 Trung Liên 3, súng phóng hỏa tiễn 3.5. Chúng tôi được lệnh dừng quân bố trí ăn cơm chiều và qua đêm tại khu vực này, đây cũng là lần đầu tôi ngủ đêm trong vùng hành quân với nặc mùi tử khí, dọc theo bờ vườn chung quanh khu vực đóng quân của chúng tôi rải rác có ba xác việt cộng. Chúng tôi không được lệnh phải chôn và cũng không có thì giờ để chôn. Buổi tối mùa đông xuống rất nhanh, chúng tôi còn không kịp thời giờ đào công sự phòng thủ chỗ kiên cố, nói chi đến làm việc gì khác. Chúng tôi được cảnh cáo là việt cộng đang bám rất sát. Trời nhá nhem tối, một trung tá và một thiếu tá từ hướng Đài Phát Thanh Cần Thơ đi vào khu vực đóng quân của tiểu đoàn tôi. Hai ông bàn bạc chỉ tró, lên hoan rất lâu với thiếu tá Trần Lam Thanh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn tôi. Đây là lần đầu tiên tôi biết mặt trung tá Lê Văn Hưng, trung đoàn trưởng trung đoàn 31. Ông dòng dỏng cao, nước da ngâm đen, gương mặt cương nghị. Vị thiếu tá đi cùng ông là thiếu tá Long, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 trên 31, đóng quân ở bên phải của đơn vị tôi buổi sáng lệnh di chuyển rất sớm hai tiểu đoàn cùng chiếm một mục tiêu mục tiêu chỉ cách nơi qua đêm của chúng tôi một cánh đồng lúa chưa gạt khoảng ruộng này tương đối nhỏ chưa tới hai trăm mét tiểu đoàn hai trên ba mốt di chuyển trước do đó khi dàn xong đội hình trải rộng tiểu đoàn hai trên ba mươi mốt đã vô tình đẩy đại đội một chúng tôi lọt qua bên kia bờ rạch thiếu úy quỳnh báo cáo tình hình cho tiểu đoàn và được thiếu tá thanh chỉ thị giữ con rạch đó làm ranh giới trách nhiệm chưa đầy 30 phút sau khi di chuyển, tiểu đoàn 2 trên 31 lọt ngay ẩu phục kích của địch. Lực lượng Việt Cộng Đông hỏa lực rất mạnh. Hai đại đội đầu của tiểu đoàn 2 trên 31 lọt thõm trong gọng kềm của chúng, nên bị thiệt hại khá nặng, thiếu tá long đi theo một trong hai đại đội này và đã hy sinh. Cánh Bravo của tiểu đoàn này phải hết sức vật vã chịu nhiều thiệt hại mới ngăn được sự tràn ngập của địch. Dĩ nhiên tiểu đoàn chúng tôi là nỗ lực chính yểm trợ của bạn, dù bị ngăn cách bởi một bờ mương, đơn vị chúng tôi cũng bị pháo địch gây một số bị thương. Phải gần 5 giờ chiều, sau nhiều đợt phi pháo, thương binh và tử thi, trong đó có tử thi của Thiếu tá Long mới tản ra khỏi được mục tiêu. Xin mở hoạt nếu không bị đẩy văng qua bên này bờ mương thì đại đội của chúng tôi mới đúng là đơn vị lọt ngay cái ổ này của bọn chúng. Xin đóng hoạt. Buổi chiều phần còn lại của tiểu đoàn 2 trên 31 được cho chuyển ra hướng đại phát thanh đơn vị chúng tôi thì trở qua lại qua đêm ở vị trí gần chỗ ngủ tối hôm qua buổi sáng mèo vẫn hoàn mèo chúng tôi bắt đầu công việc chuyển quân từ vị trí của sáng ngày hôm qua trung đội vẫn còn đi đầu chúng tôi di chuyển chậm và chắc khi tiến vào khu vực bãi chiến trường hôm qua tôi ra dấu chia trung đội làm hai cánh cánh dừng lại yểm trợ và cánh tiến thẳng tới tôi đi theo cánh tiền phong này khi còn cách bờ vườn dâu đầu tiên không xa mấy quân nhân nhà gầy của tôi bỗng nhiên nằm rạp người nghe ngóng và dừng hẳn lại tôi cũng làm theo anh em và sau khi trao đổi hỏi nguyên nhân được anh em cho biết là một âm thanh lạ như máy truyền tin phát rất gần anh em suy luận rằng có thể một bộ chỉ huy việt cộng đang nằm gần chỗ đứng của chúng tôi tôi im lặng lắng nghe rất đồng ý và nhận xét Quả là âm thanh rè rè của máy truyền tin, nhưng tôi không tin máy này của việt cổng vì âm thanh thoát ra rất nhỏ, phải thật gần khoảng vài mét mới nghe được, nếu không dùng lo khuếch âm. Trái lại âm thanh này khá rõ, mà từ đây vào mấy giường phải trên hai mươi mét, thì không thể nào tôi quan sát chung quanh. Mở nhẹ khóa an toàn khẩu cạc bên M2, chế nòng súng, vào đám lát rậm trước mặt tôi lông khom từ từ tiến tới, dùng mũi súng vẹt đám lát thành một vạch trống, tôi giật thoát người, suýt nữa đã buồn trọn một quăng 30 viên cạc pin vào một bộ đồ ô liu đang ngồi trong đám lát. May mà con ghim tái kịp. Người ngồi là một người lính, người lính bản, anh thuộc tiểu đoàn 2 trên 31, do phù hiệu con sấu trên ngực áo bên trái, anh đã chết từ lâu, thi thể cứng đơ, chết trong tư thế ngồi xổm giữa đám cỏ rậm, trên lưng là cái máy PRC-25 âm thanh e e nãy giờ phát ra từ cái ống liên hợp này bàn tay trái của anh thì đang kéo quật cái cần anten lá lúa của máy hướng xuống ruộng để ngụy trang hình ảnh thật sống động y như một âm thội viên đang làm nhiệm vụ sống động trong nỗi thương tâm có lẽ anh là người mang máy cho thiếu tá long hay ít ra cũng cho một đại đội trưởng vì hồi này prc 25 chỉ trang bị cho từ cấp đại đội trở lên trận chiến hôm qua ác liệt và kéo dài đến tối mịt anh quân nhân đã hy sinh này lại ngồi trong bụi rậm nên toán tảng thương đã không tìm thấy chúng tôi không chậm địch hôm nay chúng đã di chuyển đi trong đêm bỏ lại một số mìn điện thoại giả chiến đạn súng cối vật dụng linh tinh như chăn mền ba lô vân vân điều này chứng tỏ tiểu đoàn hai trên ba mốt hôm qua đã lọt ổ của một đơn vị địch từ cấp tiểu đoàn trở lên đêm đó chúng tôi đóng chốt tại đây và cũng trong đêm này tôi biết đói vì chưa có kinh nghiệm nên sáng hôm qua, một ngày cơm vắt mà Hùng mang máy giao cho tôi, tôi đã vớt đâu mất. Lúc nãy trước khi đi ngủ, Hùng lại chia phần ăn cho tôi, nhưng tôi không nhận. Lỡ làm khách nên tối sạch ruột. Sáng hôm sau mùng 1 Tết, tiểu đoàn chúng tôi được lệnh di chuyển hướng vào ngọn rạch bần. Cho đến giờ phút này, cánh alpha của tiểu đoàn tổn thương tương đối nhẹ, cánh bravo của chúng tôi chỉ vài quân nhân bị thương cho nên so với các đơn vị bạn tiểu đoàn chúng tôi được kể là còn khỏe do đó trung đoàn quyết định cho lên nỗ lực chính tiểu đoàn dàn quân trước một mục tiêu đầy hứa hẹn mục tiêu mà lúc nãy khi khu trục vừa đến oanh tạc đã bị phòng không địch bắn lên tới tấp và hiện khu trục vẫn còn tiếp tục thả bom xuống những vị trí nghi ngờ đặt ổ phòng không tình hình này cho thấy lực lượng bố trí của địch trong khu vực này lớn hơn cấp tiểu đoàn nước đang rồng lòng rạch chảy xiết mực thủy triều của sông rạch vùng cần thơ trên lệch khá cao giữa điểm cực đại của con nước lớn và điểm cực tiểu của con nước rồng vào những ngày sốc vọng mồng một rầm là lúc nước rông mực nước vẫn còn leo lên ngập ruộng nhưng khi nước rồng nhất là vào những ngày nước kém ở những kinh rạch nhỏ mực nước chỉ còn lại là lạch nước cạn có thể săn quần lội qua mà không bị ướt ngọn rạch bằng này thuộc loại rạch đã được đề cập ở trên ban sáng nước còn đầy giờ thì mực nước gần cạn sát đáy sông dòng nước rồng mang theo phù sa vốn đã đục ngầu giờ lại khuấy đục thêm do bom và rocket thỉnh thoảng rơi xuống làm cho nước và sình non khuấy lẫn vào nhau khiến nước đang chảy dưới lòng sông có màu sắc y như là ly cà phê, sữa, nhiều cà phê, ít sữa. Một kinh nghiệm đắt giá nữa cho tôi là bây giờ thì lại khát nước. Buổi sáng nước đầy sông tương đối trong sạch thì lại không uống, không lấy đầy bi đông dự trữ, đến giờ khô cạn thì lại khát. Tôi không đủ can đảm để uống loại nước dưới dòng kia nên đành phải nhịn, tôi nhìn gần hai chục anh em trong trung đội họ là thuộc cấp của tôi nhưng trong mấy ngày nay tôi biết rằng tôi phải kiên nhẫn và can đảm học hỏi kinh nghiệm ở họ nhiều nhiều hơn nữa dĩ nhiên điều học hỏi này phải kín đáo âm thầm và khéo léo ông thầy mà mỗi cái mỗi hỏi mỗi chờ thì thầy ai do đó ý định hỏi họ nước uống mới nảy sinh trong đầu đã bị dập tắt Tôi nghĩ khi vào mục tiêu, nước dưới những cái mương vườn sẽ trông hơn nhiều, thả hầu uống, tha hầu chữa. Sau đợt thả bom của khu trục đến đợt phóng pháo của trực thăng võ trang Cobra, đây là loại trực thăng tối tân nhất mà Mỹ đầu tiên đem sử dụng ở chiến trường Việt Nam. Cobra có hai ống phóng rocket hai bên, mỗi ống chứa được 24 trái rocket. Do đó Cobra là nỗi kinh hoàng khủng khiếp cho các cán binh Việt Cộng. Đợt đầu đại đội tôi chỉ tiến chiếm được một bờ vườn nhỏ giữa ruộng làm chỗ chịu vì địch quân phản kích rất rác. Phải sau một đợt cày nát mục tiêu nữa của hai chiếc Cobra chúng tôi mới tràn vô được. Tuy vậy địch vẫn bắn trả cho tới khi chúng tôi áp sát được mấy vườn. Việc cộng tốc hố chạy thoát được một số, một số chết trong hố. Số khác bị M79 bắn với theo chết trên đường tẩu thoát. Tại một buổi chúa lớn, chúng tôi chứng kiến năm sát Việt Cộng thu được 4 AK-47 rải rác trong hố và trên bờ vườn. Chúng tôi thu thêm 5 AK-47 nữa, kiểm điểm trung đội tôi Hạ Sĩ Lễ, bị một viên AK ghim vào đùi phải, đang nằm chờ cán. Trung sĩ tình bị một miễn B-40, bên hông phải băng bó sông còn ngồi được. Chúng tôi đang đứng trên một bờ mương, bây giờ tôi mới nhớ đến chuyện khác nước. Nãy giờ một số anh em đã rửa chân dưới mương này, không sao uống được rồi, tôi vòng vô sâu hơn ba bốn liếp vườn nữa. Và đúng như dự đoán, ở đây nước trong vắt, tôi uống no bụng, còn múc chứa đầy cả bình toan. Hùng và các anh em khác thấy nước trong cũng bắt trước tôi, uống xong rồi, đổ bỏ nước cũ, cho nước trong mới vào, đầy bình chứa. Bỗng trung sĩ hiền, trung đội phó chỉ tay bên kia bờ mương nói với tôi, y chuẩn quý, mình qua lục xót thử xem, tôi nhìn sang một lỗ đất sau bị rocket đào cạnh một gốc cây mận đỏ đầy trái xình đất bắn tung tóe trên cành trên ngọn tại chỗ chúng tôi chứng kiến một hình ảnh hãi hùng hai xác việt cổng chết không toàn thây nằm nửa trên nửa dưới mặt nước một tên cổ bị đứt gần lìa đầu quập hẳn xuống nước tên còn lại một chân nát bấy bụng bể băng tung tóe phân và thức ăn máu đỏ từ thân thể chảy ra ngoài cùng màu với một chùm mận đỏ rơi rụng khắp nơi cho tôi cái cảm nghĩ chỗ nào cũng mang màu máu máu lon lỗ khắp mương những mảnh thịt da phân tạo nên một hình ảnh một màu sắc nhòm tổm dưới làng nước làng nước trong mà mới vừa rồi bên kia bờ nơi chỉ cách hai cái xác này có một đám lục bình chúng tôi vừa uống một bụng hạ hề chúng tôi nhìn nhau lượm giọng buông nón rồi cả thầy trò kẻ móc họng người móc cổ để cố làm sao ói ra cho được các loại nước vừa uống ngon vừa mát mới uống lúc nãy nhưng nước đã đi vào ruột gan máu thịt từ lâu còn đâu mà máu chúng tôi nhặt hai khẩu ak 47 bảy cạnh hai xác chết rồi trở ra mé ruộng nơi đây lại hùng mang máy phát giác ra một chuyện lạ dưới một cành cây một miếng vải xanh được cột từ cành cây thấp quấn vào ngọn lục bình hùng nói với cả trung đội ê coi chừng miền thượng sĩ nhất hiển gạt đi tại mặt trận đang đánh nhau chúng không bao giờ gợi miền cá nhân Hùng gật đầu, nhưng vẫn thắc mắc, tấm vải này là một ám hiệu hay dấu hiệu gì đây? Hùng cho tôi xin xuống mương chỗ tấm vải xanh để mò, tôi đồng ý. Nhưng cả trung đội phải lục kỹ, xót chung quanh trước cái đã. Lặng hộp chưa đầy 5 phút, Hùng đã bê lên một bàn tiếp hậu súng cối 61, cả trung đội reo lên. Ê, có bạn tiếp hậu thì phải có nòng anh em ơi, nhau xuống mò. Gần phần nửa trung đội đã ao xuống lòng gạch và quả đúng như vậy, không đầy 10 phút sau, trung sĩ giả mang lên bờ một nòng cối sáu mươi vậy là đủ bổ thiêu Quy quỳnh nghe báo đến gặp tôi ông vỗ vai tôi ê mấy ngày nay trung đội anh lấy súng nhiều nhất đại đội với khẩu súng cối này và khẩu tám mươi hai của trung đội bốn tịch thu được sáng nay cả đại đội mình có lẽ đã vượt lên dẫn đầu tiểu đoàn rồi nhìn hạ sĩ lễ và trung sĩ tình vẫn chưa được tản thương còn nằm nhăn nhó trên băng ca, tôi thoáng thấy xót xa. Cái lo nhất của tôi là anh em bị thương và số vũ khí chiến lợi phẩm quá nhiều, nếu lại đụng độ nữa tôi không còn cách xoay trở. Cũng tại khu bờ sông này, chúng tôi tịch thu hàng ngàn mét dây điện thoại, truyền chằng chịt dài từ bờ sông. Điều đó chứng tỏ nơi đây là chỗ đặt bộ chỉ huy mặt trận của chúng. Chúng đoán gần đúng hướng tấn công của quân ta, nhưng không ngăn và diệt được chúng cũng gian mà không có ngoan giấu vũ khí nhưng sợ quên khi trở lại vườn tược mịt mùng sẽ khó kiếm nên làm dấu không ngờ bị hùng khám phá thật ra hai ngày nay cả trung đội tôi rất ngán vũ khí chiến lợi phẩm kiểu này tịch thu nhiều phải mang theo bên mình vì trực thăng chưa đến bốc đi thì mình còn phải giữ mỗi ngày quà tết bất đắc dĩ kiểu này là mỗi nhiều thêm khiến anh em mang quá tải nên bắt đầu thấy sợ không còn hăng như mỗi hôm nhập trận Nhân lúc ông đại đội trưởng gọi máy báo cáo lên tiểu đoàn, tôi đề nghị ông nhắc thiếu tá cách giải quyết số vũ khí này bằng không trung độ tôi sẽ không còn đi nổ nữa. Lục soát khu vực này ra hướng ruộng, chúng tôi tịch thu thêm hai quả miền Claymore nội hóa bằng cái dĩa bàn lớn. Tôi rùng mình nhớ lại hình ảnh chiếc nón sắt của người bạn cùng khóa để trước văn phòng đại đội 13, trường bộ binh Thủ Đức. Chiếc nón bị thủng nhiều lỗ và lỗ nào cũng đi từ hai lớp bên này của mũ sắt xuyên qua sỏ qua luôn hai lớp kia để trổ ra ngoài. Đó là miễn và sức công phá của loại mìn nội hóa này. Loại mìn đã sát thương gần 10 sinh viên sĩ quan thủ đức khóa 25 tại cổng số 9 năm ngoái. Tôi dùng lưỡi lê nhọn chọc thủng lớp thiết mỏng của vỏ quả mìn để thử tìm xem Bình công xưởng của Cộng sản đã phát minh kiểu nào. Thì ra, chúng dùng sắt tròn đường kính 10 ly, cưa ngắn cũng 10 ly và nhồi trong khối thuốc. Hợp chất của C4 nhiều gấp hàng chục lần quả mình Playmore của Mỹ, sức nổ do vậy phải mạnh gấp hơn nhiều lần. Thì ra đó là đỉnh cao của trí tuệ. Trong khi chờ lệnh di chuyển sang mục tiêu kế tiếp, tôi cải tung hai quả mìn, môi đạn và thuốc nổ ra, rồi ném xuống sông chọi cá. Không tịch thu, mang đi được cái đầu bỏ này tôi cũng quyết hủy bỏ, không cho chúng cơ cơ hội sát thương đồng đội. Trời ngã về chiều, chiều hôm nay thì không chỉ mình tôi và nhiều anh em cùng đói, chỉ tiêu khẩu phần mỗi ngày công vắt của đơn vị đã hết từ hôm qua. Anh em lính đa số rất trẻ nên mau đói và khi đói họ rất lười biến quẩy quải. Tiểu đoàn có lẽ cũng hiểu điều đó cho nên lệnh dừng quân chờ tản thương di chuyển chiến lợi phẩm và tiếp tế đạn dược lương thực. Bình Nhất Hùng, âm thoại viên của trung đội thì không chờ anh lột lớp áo nhựa trong nón sắt bỏ ra bê cái vành sắt ra đồng tốt những bông lúa học vừa chín sơ sát vì bom đạn cho vào chừng một phần ba nón rồi dùng một khúc cây chọt vào theo kiểu giả gạo cho bể vỏ sau đó thổi trấu bay đi rồi lại tiếp tục giả theo dõi việc làm của hùng lúc đầu tôi cảm thấy buồn cười về sau lại thấy ngộ nghĩnh thích thú tôi không hiểu hùng học được từ đâu bài mưu sinh thoát hiểm độc đáo này cùng với cái nón sắt đó hùng cho số gạo được hơn một lon sữa bò vừa làm sạch trấu trở vào nón vo vài nước cho bụi bặm trôi đi rồi đổ nhiều nước vào bắt lên bếp khoảng hơn nửa giờ sau thầy trò tôi được mấy chén cháo để hút đỡ lòng trời tối mịt trực thăng tản thương và tiếp tế mới tới che đạn bằng lá chuối bảy giờ sáng mồng sáu tết chúng tôi rời ngọn sạch bằng chuyển dần vô hướng rau râm miễu ông thuộc bình thủy cần thơ vùng này một tiểu đoàn địa phương quân đã chạm địch suốt ngày hôm qua. 10 giờ, chúng tôi bị đánh trận đầu trong khi di chuyển đến một khu vườn cây ăn trái. Ba binh sĩ đại đội ba bị thương khá nặng. Hai đại đội đầu bị kèm chân ngoài ruộng, riêng trung đội tôi. Vì là đi đầu của đại đội bên cánh trái nên cũng là đơn vị tiền phương của tiểu đoàn. Thay vì nằm ngoài ruộng, tôi đã chiếm được một khu mã xây bằng gạch kiên cố ẩn sâu trong vườn. Và vì lấn sâu vô khá sâu, mà không có lệnh trước, nên suýt tí nữa đã ăn một quả rocket của Cobra. Nếu thiếu úy Quỳnh không lẹ miệng xác minh với tiểu đoàn và chúng tôi không trải pano kịp. Khu mã rộng đủ cho trung đội tôi bố trí. Địch và chúng tôi đang ở trong cùng một khu vườn. Mấy ngày qua, chuyện này thường khi diễn đi diễn lại. Sáng nay vừa mới rời tuyến xuất phát, ban ngàn một bờ, vườn thưa, bỗng hai tên Việt Cộng từ đằng sau một bụi chuối cách chúng tôi chưa tới năm thước trồi đầu lên khỏi đám cỏ rậm và phóng chạy. Chúng hốt khoảng, mà hàng quân của trung đội tôi cũng bị bất ngờ, không phản ứng hiệu quả được. Vì không ai nghĩ rằng nơi đây chỉ cách chỗ ngủ đêm của chúng tôi chưa tới 200 mét, lại có việc cổng đang chém vẹ. Có lẽ vì thấy lính quá đông, lúc đầu chúng định nín thở, chờ cho qua. Nhưng khi nhìn thấy hàng quân tới sát gần, chúng đâm bắn loạn, vụt trồi lên, ném sẵn một quả lựu đạn về phía chúng tôi, rồi phóng chạy bắn sống bắn chết. Rất mày! Trái lựu đạn của chúng là lựu đạn nội hóa đỉnh cao nên chỉ nổ bể ra làm ba bốn mảnh, một mảnh văng trúng chân của âm thoại viên hùng làm ống chân hắn sưng phù lên. Nếu đây là trái em 26 thì thế nào, chân hắn cũng được cưa. Sau tiếng nổ, chúng thoát được vào bờ vườn rậm và chúng tôi không có lệnh truy đuổi. 12 giờ trưa mục tiêu vẫn chưa thanh toán, trên nền trời trực thăng Cobra đang quần thảo liên tục, bên cánh mặt đã đội ba hai lần xung phong nhưng chưa chặn được mấy vượng mặt trận có vẻ ngưng động hai bên đều ở thế chờ việc cổng chờ cháy hoặc chết ta chờ nhào vô nhưng nhào cách nào ít thương vong nhất là điều phải chọn lựa cân nhắc của cấp chỉ huy trung đội tôi canh gác trong im lặng mấy ngày nay tôi quan sát được một điều đơn vị tác chiến dù ở mặt trận nhưng lúc không đánh nhau, ai gác cứ gác, ai không gác nằm tại tuyến bố trí, tay gì súng mắt liêm diêm thiện. Tại sao mình không thấy liêm diêm như họ? Họ vô tư, mình đa sự, hay tại mình có trách nhiệm nên phải tiên thiên hạ u chi u hậu thiên hạ lạc chi lạc. Dù đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh như vậy, hay có gà có gật thế nào, nhưng chỉ cần một tiếng động bất thường là tất cả sẵn sàng mắt ráo ảnh, tay ghìm chặt mũi súng hướng về phía quân thù đó là phản ứng tự nhiên là kinh nghiệm máu xương của họ từ sau giải mộ cao tôi nhìn vào trong vườn sâu vườn thất rẫm không xa khói lửa bốc cao thành ngọn do bom và rocket. kết tôi nhìn anh em chiến hữu mình ai nấy đều liêm diêm giữa trưa nắng bỗng hạ sĩ nhất nhung xạ thủ trung liên Xách khẩu súng đến chỗ tôi Anh để cây trung liên ba dưới chân tôi Nói nhỏ Ê, Ông thầy coi chừng dùm Em ra chỗ đó <laughs> Chút Nhung vừa nói Vừa chỉ tay ra cụm cây rậm trước mắt Và cười rùi Tôi biết anh ta định ra nơi đó Xả bầu tâm sự Nên gật đầu Ngụ ý sẽ dầm chừng cho anh Nhung bước khuất vào lùm cây dại Chỗ khúc quanh của con đường mòn chưa đầy một phút sau anh thoát ra khỏi bụi cây Một tay thì nắm chặt gài lại thắt lưng quần Một tay đưa lên môi nhịp nhịp Mắt nhìn tôi nháy lìa nháy lìa Ra dấu im lặng Nhưng anh khòm công xuống Hai chân bường thật lẽ về hướng trung đội Vừa tới nơi anh chụp lẹ khẩu trung liên Và mở quá an toàn Quay nòng súng về hướng bụi cây Chỗ anh ngồi ban nãy Tôi đoán được một phần của sự việc Nên cũng cầm khẩu cặp pin M2 lên tay Và nhìn theo hướng của nòng súng nhung từ chỗ quẹo của con đường mòn đầy cỏ phủ cách bụi cây mà nhung vừa ngồi không quá 40 mươi mét một tên việt Cộng xuất hiện hắn mặc quần đùi khẩu ak 47 đeo trên vai với bàn tay mặt bình sợi dây đeo súng còn bàn tay trái thì cầm một tàu lá chuối thật to che trên đầu để trốn máy bay vì lúc ấy trên bầu trời hai chiếc cobra đang quần thảo và tác giả liên tục xuống mục tiêu bước chân của tên việt cộng hướng theo con đường mòn đi về phía chúng tôi nhưng đôi mắt hắn thì bận ngó lên trời theo dõi hai chiếc võ trang hắn vừa nhìn vừa xoay tàu lá chuối theo hướng bài của trực thăng với dụng ý che cho trực thăng đừng có thấy bắn có lẽ hắn không bao giờ nghĩ rằng một trung đội của sư hâm mốt lại nằm quá sâu trong lãnh thổ của hắn như vậy tên việt cộng chậm chậm đi tới nhung thì trong tư thế rình mồi với khẩu trung liên trên vai trong tầm nhắm nép theo mấy bụi cây tiến từ từ về hướng tên địch nên khoảng cách giữa hai đối thủ thu ngắn rất mau và khi chỉ còn cách nhung khoảng 15 mét như linh tính Tần việt cộng bất ngờ quay nhìn về hướng chúng tôi tay hắn kéo nhanh khẩu ak ra khỏi vai nhưng đã quá muộn một loạt trung niên nổ chắc chúa và chắc nịch hắn ngã ngửa ra sao hùng và tôi cùng chạy ra hiện trường với nhung để hỗ trợ cho anh lục soát và tịch thu vũ khí tôi nhìn anh lính việt cộng gương mặt rất trẻ có lẽ không hơn hai mươi anh lãnh trọn một băng trung liên vào ngực nên đành phải buông thắt lưng chúng tôi mau chóng nhẹ nhàng nhìn nhung đang lật tên việt cộng sang một bên để lộc khẩu A-ca thân hình hắn đè lên trên hỏi nhung có phải lúc nãy anh tính bắt sống nó không á mà để nó đi tới gần anh quá vậy tôi thiệt tình chỉ sợ nó giật mất khẩu trung liên của trung đội mình nhung cười toe toét <laughs> em biết ông thầy hồi hộp lắm nhưng em thấy ăn chắc rồi nó không có chạy đằng trời nào thoát được Em tính bắt sống nó thật Cho nó giác đồ tiếp mình Nhưng không ngờ nó lại tính dứt cả tha em Em đành phải ra tay trước Thiên hạ thủ di cường mà ông thầy Tôi biết Nhung đang phấn khởi tột cùng Vì thắng lợi vừa qua Tôi cũng cảm phục lòng can đảm Sự bình tĩnh gan dạ Đánh giá đúng diễn tiến sự việc xảy ra của anh Nhưng anh có nghĩ rằng Lúc khai hỏa nếu đạn không nổ Hoặc bị kẹt trong nòng Thì chuyện gì sẽ tiếp theo chăng anh là lính nhà nghề chắc không cho điều đó là bất khả chứ. Tôi đã có dự trù trước chuyện này, nên khẩu cạc pin M2 của tôi đã mở khóa an toàn sẵn sàng làm nhiệm vụ thay cây trung liên ba của anh. Tôi không đặt câu hỏi thêm cũng không kể ra điều này cho anh nghe để niềm vui của Nhung được trọn vẹn. Từ trong thâm tâm, nhiều anh em và tôi không ai cảm thấy hãnh diện hay tự hào về chiến công vừa đạt không có gì để khoe khoang khoác lác khi một tên địch đang kinh hoàng chui vào trung đội mình đang phục kích thứ nhất đến đây chấm dứt xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ hai